Cẩm Hường. Bây giờ Cẩm Hường muốn nói chuyện về tế bào. Khi mà mình bệnh á, thì đôi khi nhiều người họ không có hiểu tại sao mình bệnh. Người ta nghĩ là tự nhiên á, là nó bị hư, tự nhiên mình bị bệnh phổi, mình bị bệnh ung thư, bị bệnh đủ thứ bệnh hết trơn á, đủ thứ bệnh tật hết trơn á. Không phải là bất thình lình mà mình bị bệnh đâu. Thường muốn giải thích cho bạn hiểu là mình cần phải giúp cái thân mình từ cái tế bào mình là tiếng Anh nó gọi là cells. Bây giờ nếu mà mình hút thuốc, mình uống rượu, mình ăn đồ bậy bạ, mình không có được kỹ, mình uống nhiều thuốc tây vô thì cái thân mình nó bị dơ lắm. Cho nên cái ruột, cái gan, cái phổi của mình, những cái da của mình không có được sạch. Thì bây giờ ai rửa đây, phải không? Làm sao mình rửa được? Thì tóm lại là mình có thể dùng dầu với thuốc bổ để mình rửa cái tế bào. Khi mình tế bào mình sạch đó, rồi tự nhiên là cái mắt mình nó sẽ trắng hơn, cái da mình sẽ tươi hơn, cái đầu óc mình sẽ suy nghĩ nhiều rõ hơn. Mà khi mà tế bào nó sạch rồi đó, nó có thể nói chuyện với nhau được á. Tại vì nó không có mấy cái độc, không có cái gì dơ á, mà nó bị kẹt giống như mình đi xe vậy đó, không có bị kẹt xe, không có bị kẹt đường vậy. Ok rồi, nếu mà mình cái tế bào mình sạch á, là cái nội tạng của mình cũng sạch luôn, là mình cái ruột, cái gan mình, mấy cái phèo phổi của mình nó sẽ sạch luôn. Khi mà nó sạch rồi, cái thân mình sẽ sạch, rồi cái bệnh á, bệnh tật này bệnh tật nọ tự nhiên nó hết. Thường có giúp nhiều người á, bị bệnh ung thư, bị bệnh đau xương khớp, bị bệnh nhức đầu, bị bệnh nói này nói nọ. Thì khi mà Hường giúp mấy người này á, thì tóm lại mình dùng một cái phương pháp á, y chang giống nhau thôi. Cái phương pháp mà mình rửa tế bào rồi giúp với cái thân mình á, mình không có bị stress á. Tiếng Anh là stress, mình không có bị gầu lo nhiều hơn. Thế bây giờ là Hường muốn giải thích chút xíu về mấy cái tinh dầu. Khi mà mình dùng mấy cái thuốc bổ như vậy nè, thì cái công ty doTERRA nó sản xuất mấy cái thuốc bổ này á, không phải là nó không phải là nhân tạo. Tóm lại là từ đồ ăn thôi à. Cái này là người ta để vô mấy cái viên để cho mình ăn, để cho mình đầy đủ dinh dưỡng. Tại khi mà cái tế bào mình có đầy đủ dinh dưỡng, cái tế bào mình có thể là hoạt động đàng hoàng. Okay. Khi mà bạn bị bệnh giống như là bệnh ung thư hoặc bị nổi hột gì nổi gì đó đó, thì mình dùng cái dầu này luôn. Cái dầu này là gọi là DDR Prime. Okay. Mình uống sáng 2 viên, tối 2 viên để cho mình giúp cái tế bào mình rửa sạch. Nếu mà mình có thể dùng dầu chanh thì uống mỗi ngày nó cũng tốt dữ lắm cho cái tế bào của mình. Rồi mình đủ thứ dầu để cho nó giúp cái thân của mình. Tóm lại dầu là từ cây cỏ thôi à. Mà giống như mình lột cái trái cam á, là có cái tinh dầu á, ở trên cái vỏ cái trái cam á, là cái tay mình nó thơm cái mùi cam, phải không? Đó là tinh dầu thôi. Thì tốt là cái công ty này nó họ ép cái dầu đó ra, họ để vô cái chai. Bây giờ mình bị bệnh nào á, thì cái việc hỏi Hường có thể đọc cái webpage của Hường để cho bạn biết cái dùng cái nào. Mà sau khi bạn dùng á, thường xuyên rồi đó, thì bạn sẽ thấy là nó dễ lắm. Mình thấy là mình bị hơi nhức đầu, uống cái dầu này hoặc thoa cái dầu này là tự nhiên nó hết à. Tại vì mình có 3 cách để dùng. Một cách đó là hửi vô, một cách đó là mình xịt thoa lên, một cách đó thì mình uống vô thôi. Tùy theo cái bệnh của mình phải là suy nghĩ coi cái nó có lý không. Nếu mình đau bụng thì mình thoa bụng hoặc mình uống vô cũng được. Ok, mình đâu có hửi đâu, phải không? Nếu mà mình bị mình buồn á, cái tỷ đi mình hửi cũng được nữa. Okay, rồi cái mình cũng massage trên cái da mình, da thịt cho nó mềm mại lại ha. Cái dầu trong đây là cái dầu này gọi là GXXX, thì này có khoảng sáu năm sáu cái dầu nó trộn lộn trong đây nè, để cho nó giúp mình rửa cái ruột khi mà bạn bị thúi miệng á. Thì là tóm lại mình nghĩ trong đầu mình là cái tế bào mình nó bị dơ, vì không có đàng hoàng, không có sạch. Mình phải uống mấy cái này thường xuyên để cho nó xả ra, chừng nào cái da, cái thịt với cái hơi thở của mình nó sạch hơn.
tại vì mấy cái vi trùng nó ăn cái đồ ăn của mình á, để cái mình tự nhiên á nó bị ho trong chổng. Mình ăn vô thì mình phải ỉa ra trong vòng 30 phút. Mình ăn cái đồ ăn bây giờ là cái đồ ăn hồi trước á, buổi sáng hay gì đó thì nó sẽ bắt đầu nên đi đi ra. Mình bắt đầu ăn cái buổi này thì buổi hồi trước đó đó thì mình nó sẽ đi ra để cho cái thân mình nó đồ ăn nó sẽ nằm đó chỉ có 6 tiếng hồi nó rút đủ thứ cái chất cái dinh dưỡng rồi cái nó sẽ xả ra. Nếu nó ở đó lâu hơn á thì nó sẽ bị thúi, nó bị nhiều vi trùng rồi cái đầu óc mình không có suy nghĩ rõ nữa. Bữa nay Hường muốn nói chuyện với bạn về tế bào thôi. Tóm lại mình muốn hiểu là cái thân mình nó thông minh lắm, nó không phải là bất thình lình nó bị hư đâu. Ta bị bệnh cái này, ta bị bệnh nọ, không phải như vậy. Okay, khi mà mình bị cái bệnh nào á, mình cũng nghĩ trong đầu mình, mình phải rửa cái tế bào mình để cho cái tế bào mình nó có thể là hoạt động bình thường lại. Khi mà nó hoạt động bình thường lại thì nó sản xuất cái chất gọi là hormone á, cái chất này cho chất nọ để cho nó giúp cái thân mình để cái thân cái ruột gan cái nội tạng của mình nó có thể làm cái việc làm của nó đàng hoàng ha. Tóm lại là bữa nay Hường muốn nói chuyện với bạn về tế bào thôi để bạn hiểu á, là không phải là mình bệnh tại vì khi không mà mình bị bệnh đâu. Mình tại vì mình không có thể không có khỏe, không có cho cái tế bào mình nó sạch sẽ ha. Bây giờ tóm lại là bệnh nào cũng vậy hết trơn á, khi mà mình làm cái tế bào của mình sạch sẽ là mình sẽ bắt đầu lành lại vậy thôi ha. Nếu mà bạn có cái thắc mắc gì thì bằng cái việc liên lạc với Hường để mình nói chuyện rồi Hường sẽ giúp bạn hiểu thêm về tinh dầu. Bye bye.